Điều chi phi báo? Dạ, quân Thanh tràn vào Thăng Long như thác lũ, xin đại tư mã cho biết kế chống ngăn. Hãy lui, sẵn sàng chờ ta hiệu lệnh. Quân giặc đã đến thành, ta còn cách nào hơn là phải đánh? Văn Sở đã rút quân, chúng tướng sĩ Thanh triều hãy đuổi theo tận xa, bỡ ngộ Văn Sở chạy đâu cho khỏi. Nàng cố gắng cầm cự, đợi ta quay trở lại. Kìa phu nhân, Thị Anh, nàng có sao không? Vì mãi lo cho tướng sĩ rút quân, ta để nàng một mình cản hầu. Thị Anh, ôi xót xa ơi em, cảm thông hãy dùng thử giùm cho ta xót ba quân để nàng nguy thân. Sẽ đánh tan giặc thù Thanh Bang. Thơ
con nam tử chống ngăn quân giặc, ta lại để nàng cản hầu thọ tiền thương. Phải, ta về tấu lại Bắc Bình Dương, tìm mưu lược đuổi giặc thù xâm lấn. Ta đây dân của An Nam, nào mang tứ sanh non sông lâm vào nguy biên, liều thân giữ gìn